Thưa quý vị, Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý như là tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm thêm giờ theo tháng, tăng ngày nghỉ lễ và các chính sách liên quan đến hợp đồng lao động, chính sách cho lao động nữ. Những thay đổi này nhằm mục đích điều chỉnh luật phù hợp hơn với tình hình thực tế của đất nước, cũng như bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, cũng như người sử dụng lao động. Một trong những điểm mới đáng lưu ý nhất của Bộ Luật Lao động sửa đổi là việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Theo đó, từ năm 2021, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ bắt đầu. Để đến năm 2028, lao động nam đạt độ tuổi nghỉ hưu là 62, đến năm 2035, lao động nữ đạt tuổi nghỉ hưu là 60. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu là tăng dần đều, theo hướng lao động nam mỗi năm tăng 3 tháng và lao động nữ mỗi năm tăng 4 tháng. Tuy nhiên, tùy lao động ở các ngành nghề mà độ tuổi nghỉ hưu có thể sẽ được xem xét giảm bớt. Riêng đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Theo các chuyên gia, việc tăng tuổi nghỉ hưu nam lên 62, nữ lên 60 là phù hợp với chất lượng thể trạng sức khỏe và tuổi thọ của người lao động Việt Nam, hiện đã cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới. Năm 2017, người cao tuổi chiếm 11,9% tổng dân số. Dự kiến năm 2038, nhóm dân số trên 60 tuổi khoảng 21 triệu người. Năm 2050, cứ 4 người thì có 1 người 60 tuổi trở lên, ước khoảng 27 triệu người. Có điều kiện tất yếu là phải đến, mình cũng thấy là cũng tinh thần này thì cũng thoải mái, cũng an tâm trong vấn đề. Đối với cũng tán thành việc mà quốc hội nâng cái tuổi hưu theo cái lộ trình công chức thì cũng còn có điều kiện để cống hiến lâu dài hơn. Thì tăng lên thì tăng tuổi hưu, nhưng mà nó cũng phải kèm với những cái chính sách, như ví dụ trong cái môi trường như thế nào thì mình phải có cái sự quan tâm, có cái những cái chính sách hỗ trợ cho những cái người làm việc trong môi trường đó thì nó lại tốt hơn. Điều đó thì mình ủng hộ hơn. Thời gian nghỉ hưởng lương và thời giờ làm thêm theo Bộ Luật Lao động sửa đổi cũng có nhiều điểm mới. Nếu như trước đây, số giờ làm thêm mỗi tháng của người lao động không quá 30 giờ và tổng số không quá 200 giờ mỗi năm, thì đến năm 2021, người lao động có thể làm thêm không quá 40 giờ mỗi tháng, tăng 10 giờ mỗi tháng. Việc điều chỉnh quy định thời gian làm thêm giúp người lao động tăng thêm quyền lợi và có thêm điều kiện tăng thu nhập. Đây là nhu cầu thực tế của nhiều lao động hiện nay. Mà khác, từ năm 2021, người lao động có thêm một ngày nghỉ vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Số ngày nghỉ, việc riêng, hưởng nguyên lương cũng được tăng thêm nhiều ngày, tùy từng trường hợp cụ thể. Bây giờ, ví dụ mà có tăng thêm giờ, tăng ca nữa, thường ngày công ty là một năm nó 200 giờ. Bây giờ tăng thêm 300 giờ một năm, thì cái đó tôi cũng chấp nhận. Tại vì cũng đó thu nhập thêm của mình mà. Đó là theo là tôi vậy, còn những người khác thì sao tôi không biết. Bộ Luật Lao động sửa đổi cũng có nhiều điểm mới liên quan đến hợp đồng lao động. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ xóa bỏ hợp đồng lao động thời vụ. Các đơn vị sử dụng lao động chỉ có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn. Người lao động cũng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước trong một số trường hợp, như đơn vị sử dụng lao động không bố trí đúng công việc, không trả đúng đủ lương, bị ngược đãi. Đặc biệt, Bộ Luật Lao động sửa đổi có những quy định riêng dành cho lao động nữ và đảm bảo quyền bình đẳng giới, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, khuyến khích người sử dụng lao động cải thiện điều kiện lao động, tăng cường phúc lợi, tạo điều kiện để người lao động nữ làm việc theo thời gian linh hoạt, phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ. Ngày xưa thì mình hay có trọng nam khinh nữ, nhưng mà bây giờ thì đối với phụ nữ thì quyền lợi rất là cao, rất là tốt cho người lao động. Đối với phụ nữ thì những điều đó là rất là... Tôi thấy sang năm là những cái quy định về quyền lao động là tôi thấy nó vẫn tốt hơn, nó vẫn bảo vệ quyền lợi cho mình nhiều hơn. Như có những cái chính sách và chế độ nó tốt hơn cho người lao động. Có những cái thời gian nghỉ nhiều hơn. Rồi những cái quyền lợi về lao động là không có nghỉ cắt ngang của người lao động được. Bên cạnh những quy định mới liên quan đến người lao động, Bộ Luật Lao động sửa đổi cũng có nhiều quy định mới liên quan đến đơn vị sử dụng lao động. Trong đó, điểm đáng lưu ý đó là nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương của doanh nghiệp, mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp.
nhằm khuyến khích áp dụng các thỏa thuận có lợi hơn đối với người lao động. Bộ luật cũng quy định linh hoạt hơn quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động sau khi tiến hành thủ tục hòa giải, không quy định sự can thiệp giải quyết hành chính của nhà nước đối với giải quyết tranh chấp lao động.